Alo, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang có cái con iPhone nó bị khóa cho chủ sở hữu này các bạn. Máy này thì dòng 15 series nha. Giờ mình kết nối vô máy tính để mình coi thì nó iPhone máy đây. Hiện tại những cái dòng iPhone cao mình bypass được hết nha các bạn. Máy này thì 15 Plus. Các bạn nhớ restore về màn hình Hello mình mới bypass được ha. iOS 15, iOS 17.5.1. Rồi tiếp tục mình lên trang chủ á, tải cái tool premium về. Các bạn tải về giải nén, mình nhớ giải nén ra ổ C nha. Rồi mở cái tool lên. Mình đợi cái tool nó mở lên là tự động nó nhận cái máy của mình, nó kiểm tra cho mình luôn ha. Nói chung làm những cái dòng này thì các bạn không có cần thao tác nhiều đâu. Rồi các bạn đợi một xíu, cái tool nó kiểm tra cái máy mình hỗ trợ hay không nó sẽ báo. Trong trường hợp mà cái tool nó đang kiểm tra nó bị thoát ra như vậy á thì các bạn rút cái máy ra giùm mình. Mở cái tool lên trước rồi mình ghim cái máy sau nha. Cái này thì cái mẹo fix cũng khá là đơn giản, nhưng mà có nhiều bạn hỏi á, ủa sao cái tool em nó cứ kiểm tra là nó cứ thoát ra hoài á. Thì cái này các bạn cứ mở tool lên trước rồi ghim cái máy vô sau là ok ha. Rồi khi cái tool nó mở lên á, giờ bắt đầu mình ghim cái điện thoại vô. Các bạn để ý nha, những dòng 15 series là xài tiếp C ha, kiếm cộng cáp zin nha các bạn. Rồi các bạn đợi cái tool nó sẽ kiểm tra qua một lần, cái máy mình hỗ trợ hay không nó sẽ báo trên màn hình cho các bạn biết nha. Rồi như vậy là con này là đã hỗ trợ nè, iPhone 15 Plus bypass khóa chủ sở hữu màn hình Hello ha. Các bạn có cần làm hoặc là tư vấn thì gửi tin nhắn cho mình hỗ trợ giúp các bạn. Trên màn hình là một số cái model giá tham khảo nha các bạn.